Bộ phim Nhân danh tình yêu, tập 122. Thật không đó? Tài năng của mỗi người đều rất là khác nhau. Chẳng hạn như cô á, điểm lợi hại nhất của cô chính là kinh doanh quán cà phê. Nè, cô biết không? Mấy hôm nay tôi đến quán cà phê các cô ngồi ở đó dịch tiểu thuyết. Tôi thực sự có rất nhiều linh cảm, bất kể dịch cái gì cũng rất là thuận lợi. Xem ra tôi kiếm được một khách hàng trung thành rồi, có phải không? Đúng vậy đó, hai chúng ta nên quen biết sớm hơn. Cô biết không, trước đây tôi đều không tìm được quán cà phê mình yêu thích. Như vậy coi bộ thật sự là rất may mắn rồi. Bạn trai của chúng ta cho chúng ta leo cây, nếu không chúng ta không cách nào quen biết đối phương được. Cho nên mới nói, kể ra thì duyên phận thật sự rất là kỳ diệu đó nha. Đúng rồi Giang Huệ, cô thích xem phim nghệ thuật hay không? Gần đây có một bộ phim tôi rất muốn đi xem, nên tôi muốn là hẹn cô tối thứ sáu này, sau khi cô tan sở chúng ta cùng đi coi được không? Tối thứ sáu hả? Được rồi, dù sao người bạn trai kia của tôi cuối tuần cũng đều rất bận. Tôi hẹn ảnh 10 lần, có 9 lần đã nói là không được rồi. Lần này tôi phải nói với ảnh trước, tôi không rảnh. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi còn phải đi tặng tiểu thuyết. Lần sau chúng ta sẽ trò chuyện ha. Nhanh như vậy sao? Được rồi, làm việc của cô đi. Cảm ơn cà phê của cô. Cảm ơn tiểu thuyết của cô, tôi nhất định sẽ đọc cho hết. Vậy tôi đi đây. Nhớ nhà thứ sáu đó. Được rồi, cô đi thăm tải nha. Nè, Angel à, đợi tôi một lát. Xém chút nữa tôi quên mất. Tôi muốn trả lại tiền cái đầm này cho cô. À, bóp của cô tìm được rồi hả? Đúng rồi đó, thì ra là đánh rơi ở trong tiệm thời trang. May mắn là tìm lại được, nếu không thì cô biết đó làm lại chứng từ phiền phức lắm luôn. Đây. Tôi đã nói rồi, chiếc đầm đó tôi tặng cho cô mà. Không có được đâu, dù tình cảm tốt cách mấy thì cũng phải tính cho rõ ràng mới được nè. Được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ nhận tiền này. Tôi đi đây. Bye bye. Không ngờ bạn gái của anh hai phó tổng chính là Giang Huệ. Không biết Hướng Dương trước cuộc đã gặp phải phiền phức gì, sao lại khiến Giang Huệ có nguy hiểm tới tính mạng, phải có người bảo vệ nó suốt ngày. Từ nhỏ cho tới bây giờ, Giang Huệ đều là một cô gái rất tùy mị. Tuy mình với nó không cùng một người mẹ, cũng không sống bên nhau, nhưng nó vẫn coi mình như là người nhà. Ngay cả chuyện mình hại nó mất quán cà phê, ngay cả một câu trách móc mình cũng không có. Người làm anh hai như mình thực sự rất tồi tệ. Tuy mình không thể nói với nó mình đã khôi phục trí nhớ, nhưng mình không thể trơ mắt nhìn nó gặp nguy hiểm mà không giúp được gì cho nó. Anh nói cái đầm này là Văn Huệ mới mua, mặc lần đầu tiên hả? Cậu nói mấy hôm trước mới mua đó. Xem ra thật sự có người theo dõi chỉ rồi. Anh nói cho biết, Văn Huệ là người vô tội, anh phải tìm cho ra tên rác rưởi đó. Nếu hắn ta thật sự có bản lĩnh thì hãy nhắm vào anh, đồ nhát gan. Minh Mỹ, anh thật sự không muốn nhìn thấy người anh yêu tại vì anh lại xảy ra chuyện gì nữa. Anh à, tai nạn của Sang Sang là chuyện ngoài ý muốn, anh đừng gánh hết mọi trách nhiệm lên vai anh có được hay không? Được, cho dù tai nạn của Sang Sang là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà Văn Huệ thật sự là tại vì anh lần này mới gặp nguy hiểm mà. Vậy bây giờ Văn Huệ có biết chuyện này không? Trời ơi, làm sao anh có thể cho cô biết? Em biết lo ngại của anh, tấm hình này em nhìn thấy cũng phải sợ. Em điều tra tới đâu rồi? Hả? Có tin tức gì không? Tạm thời chưa có, anh đợi thêm một thời gian đi. Em kêu anh làm sao đợi được đây?
Nếu Văn Huệ thực sự xảy ra chuyện gì, cả đời anh đều không cách nào tha thứ cho mình được. Anh bình tĩnh lại đi, đừng nôn nóng như vậy được không? Em nói cho anh biết, em nhận thấy người nhà Sang Sang có hiềm nghi rất lớn. Anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Nếu như người nhà Sang Sang muốn tìm anh tính sổ, thì 3 năm trước, trong lúc Sang Sang xảy ra tai nạn, họ đã làm như vậy rồi mà. Chỉ có thể nói ông trời trêu chọc người ta. Bây giờ không dễ gì anh mới chịu nói chuyện yêu đương, nhưng lại xuất hiện một người thần bí quậy phá anh. Mỗi một tấm hình này chính là muốn ép anh nhớ lại chuyện trong quá khứ. Anh là một người thất bại. Anh không có tư cách đó, không có tư cách để có bất cứ niềm hạnh phúc nào. Anh đừng có nói như vậy. Anh là một người tốt, sao lại không có tư cách được hạnh phúc? Anh, nếu ai dám bắt nạt anh của em, đừng để em tóm được hắn. Nếu không, em không để yên cho hắn. Điều này anh yên tâm. Trước đây anh sống ở bên Mỹ một mình, em không có ở bên cạnh anh, cho nên chuyện gì anh cũng phải tự gánh lấy. Nhưng bây giờ thì khác, bảo vệ cho anh và Văn Huệ, em cũng có trách nhiệm. Phải rồi. Ba có biết chuyện này không? Ba vẫn chưa có biết. Ba có tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, gần đây nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Em định sau khi điều tra rõ ràng mới nói cho ba. Minh Mỹ à, em cảm thấy chúng ta có cần mời vệ sĩ cho ba hay không? Có cần không? Anh đừng có lo, tạm thời vẫn chưa cần thiết. Em nhận thấy chuyện này là nhằm vào anh. Anh à, đừng có ép mình căng thẳng như vậy được không? Anh phải tin anh, cũng phải tin em. Chúng ta sẽ không để chuyện không hay xảy ra. Được, anh biết rồi. Đây là kết quả điều tra của chúng tôi trong lúc này. Cô có thể đổi sang ngã tư khác để bán cơm hộp. Tôi cũng có thể đổi địa điểm khác để thổi kẹt sát sâu của tôi mà. Sao mình lại xui xẻo như vậy? Lại gặp đám lưu manh này. Hôm nay chú không có ở đây, nhưng lúc này trù thôi. Sao đây? Gặp tụi tao thì bỏ chạy hả? Tôi cảnh báo các anh nha, bây giờ là ban ngày đó, trên đường có rất nhiều camera. Nếu tôi mà báo cảnh sát thì họ sẽ tới ngay đó. Tụi tao có làm gì đâu, chỉ là muốn ủng hộ mày thôi. Mua mấy hộp cơm này mày cũng báo cảnh sát hả? Như vậy có vất vả cho bảo mẫu của người dân chúng ta hay không? Muốn mua cơm hộp hả? Xin lỗi nha, bán hết rồi, ngày mai hãy mua. Hả? Tao muốn mua mà mày không muốn bán sao? Tôi thực sự bán hết rồi, không tin thì coi đi. Coi cái gì mà coi? Làm gì vậy? Bọn trẻ bây giờ đúng là thích đánh nhau tùy tiện. Ban ngày ban mặt đông người như vậy mà đánh một người. Hả? Văn Phong. Văn Lâm. Đại ca của tôi tới rồi. Lát nữa mày kéo người tới đây thì mấy người chết chắc. Mày chết đi. Văn Lâm. Anh Lâm. Alo, sở cảnh sát hả? Ở đây là hẻm 103. Có người đang đánh nhau. Nhanh lên, mong cảnh sát đến đây đi. Chà, trẻ trẻ. Đại ca cất cậu lại. Không chừng tôi có quen đó. Kêu anh ta ra đây. Cậu nói với anh ta tôi là anh Quy. Tôi mặc kệ ông là anh Quy hay là anh Heo, tôi thấy ông chứng mắt lắm. Cảnh sát đến rồi. Cảnh sát đến rồi. Đi. Chạy đi, chạy đi. Bác Lâm. Anh Lâm. Bác Lâm. Anh Lâm.
anh chạy qua đây làm cái gì chứ? Tôi anh sao rồi? Đau quá. Dương Văn Phong, con mau kêu xe cứu thương nhanh lên. Anh Lâm à, để tôi dìu anh nha. Alo, đây là hẻm 103, tôi muốn kêu xe cứu thương, có người đang bị thương, tới nhanh lên. Tiểu Lệ à, cô đừng có lo, nhìn vẻ mặt của cô kìa. Đây có là gì đâu, khâu mấy mũi thôi, cô không tin tôi á, tôi cho cô coi nghe. Nè, bác Lâm à, thôi đi. Mẹ con sợ nhất là nhìn thấy máu đó, bác làm vậy mẹ con sẽ sợ. Không có đâu, bây giờ nhìn thấy chỉ là giải gạt thôi, cho cô coi để cô yên tâm đó mà. Hả? Bác Lâm à, con xin lỗi bác. Vì chuyện của con mà bác mới trở nên như vậy. Sao cậu lại nói như vậy? Cậu không chọc ghẹo người ta, mà là người ta chọc ghẹo cậu. Chuyện này đâu có liên quan tới cậu. Nếu không phải con chọc ghẹo đám lưu manh đó, bác cũng đâu cần phải tới cứu con. Bây giờ ngay cả cậu cũng lo lắng theo hay sao? Không sao đâu, tôi thật sự không sao mà. Nếu là hồi còn trẻ, chẳng hạn như bọn trẻ các cậu đây chạy nhảy ở bên ngoài, đôi mắt phải mở to lên ha. Chuyện nên tránh thì hãy tránh, chuyện nên né thì hãy né. Cậu nên biết mẹ cậu chỉ có cậu là con trai thôi. Nếu như cậu có chuyện gì, cậu sẽ rất lo lắng đó ha. Được rồi, bác đừng có càm ràm con nữa. Bản thân bác cũng vậy, bác không phải đại cao uy nổi tiếng trên giang hồ hay sao chứ? Sao bác không kéo người tới mà lại tự ra tay như vậy? Kéo người đến nó cũng phải tùy tình huống. Nếu tôi kéo người đến thì người nằm ở đây bây giờ chính là cậu đó, không phải là tôi, có đúng không? Đúng vậy. Không kịp kéo người đến, tại sao anh không chịu báo cảnh sát chứ? Anh bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau với người ta nữa? Nếu anh thật sự lợi hại như vậy, bây giờ anh có nằm ở đây hay không? Không phải đâu, hết cách rồi. Tôi không làm đại ca đã nhiều năm rồi đó. Còn có thể đánh nhau với người ta như vậy cũng được coi là dao xịn dẫn bén đó nghe. Dao xịn dẫn bén? Hai người háo đấu như vậy, hay là bây giờ hai người đi làm lưu manh luôn đi. Mẹ của cậu đang giận đó, còn không mau xin lỗi cổ đi. Không phải đâu bác Lâm, mẹ con giận bác hơn đó. Dương Văn Phong. Được rồi, con biết rồi. Sau này hả, con sẽ bỏ chạy như bay. Nếu con mà chạy không nổi, con sẽ dùng thuật tàng hình. Chiêu này được đó nghe. Làm ơn đi. Hôm nay là họ cầm dao, sau này nếu như họ cầm súng thì các anh làm sao đây? Nếu các anh xảy ra chuyện gì hoặc là bị thương thì tôi phải làm sao đây? Còn ở đó nói bóng nói gió nữa. Mẹ con đi mua trái cây, hai người nói chuyện đi nha. Tiểu Lệ à, được rồi đừng có giận nữa, qua đây ngồi đi. Tôi biết cô là người thích càm ràm. Thật sự tôi không có sao đâu. Lưỡi dao chỉ lướt qua một chút thôi. Tôi còn muốn nhìn xem mỡ có chảy ra hay không đó. Nhân tiện hút chút mỡ đi luôn. Đã bị thương như vậy rồi mà còn đùa giỡn nữa. Có cái gì đâu. Nếu là hồi còn trẻ đánh nhau với người ta tôi đều không sợ. Nhưng sống đến tận tuổi này rồi, không những sợ mà còn suy nghĩ rất nhiều chuyện nữa. Nè, dù sao tôi cũng là người phụ trách của một công ty, nếu chuyện này mà lỡ truyền ra ngoài thì sẽ không hay lắm đâu hả? Anh sao vậy? Hình như hơi anh đau hả? Anh biết đau thì tốt rồi. Anh Lâm à, xin lỗi anh nha, bữa trước tôi ăn nói có hơi quá đáng. Anh đừng lấy làm lạ. Không có đâu, tôi cũng biết cái miệng của cô chỉ nói vậy thôi. Trái lại, tôi muốn nói với cô là cô cũng đừng có trách tôi. Hôm đó người đến nhà cô thổi càng không phải là tôi, mà là con trai của tôi. Không phải anh. Là con của anh. Vậy có chứ, sau khi thằng quỷ đó về tôi đã chửi nó một trận rồi. Nếu nó còn dám. Anh sao rồi? Vết thương này đau. Anh đừng có động đậy, để tôi kêu bác sĩ. Anh đừng động đậy nha. Đừng có động đậy. Được rồi, không cần đâu. Anh nằm yên đi. Nằm yên nha. Anh thả lỏng người đi. Được. Thì ra
Thời lượng phim nghệ thuật dài tới như vậy luôn á hả? Xin lỗi nha, còn kéo cô đi coi thể loại phim này với tôi, chắc là cô buồn ngủ lắm thì phải. Không đâu, chẳng qua là nội dung phim nghệ thuật có lẽ quá sâu sắc, có mấy tình tiết tôi không hiểu rõ cho lắm. Cuối cùng thì vai nam chính đó bước vào trong nước có ý nghĩa gì vậy hả? Anh ta chết rồi sao? Đây chính là điểm thú vị nhất của phim nghệ thuật, tức là tình tiết không có đáp án chính xác. Bộ phim chúng ta coi hôm nay chính là phiên bản kỹ thuật số phục chế trình chiếu lại. Nếu cô có hứng thú, hôm nào đó chúng ta sẽ thuê băng DVD, tôi sẽ coi với cô. Được đó. Một giờ rồi, chắc chắn bây giờ không còn xe buýt hay là tàu điện ngầm gì. Cô ở đâu, về nhà như thế nào đây? Thật ra chỗ ở của tôi khá là xa. Bây giờ chỉ có thể đón taxi thôi. Phải mất bao nhiêu tiền vậy? Từ chỗ này về nhà thì phải mất khoảng 600-700 đồng. Mắc như vậy sao? Nếu vậy thì tôi cũng không có tiện nhờ anh Dạng đưa cô về. Tôi cũng không yên tâm để cô đi về một mình. Hay là như vậy đi, tối nay cô hãy ở nhà của tôi. Cô có tài xế hay sao? Bạn trai của tôi sắp xếp cho tôi đó. Bạn trai của cô đối xử với cô tốt thật. Thật ra cô là thiên kim tiểu thư mà. Trời ơi, cái gì mà thiên kim tiểu thư chứ, tôi chỉ là con gái tiểu thư sản thôi à. Nhưng mà đột nhiên tôi đến nhà của cô, không biết có làm phiền người nhà của cô hay không? Tất nhiên là không rồi. Về nhà trong lúc này họ đã ngủ hết trơn rồi. Không chừng sáng mai thức dậy họ vẫn không biết trong nhà có thêm một người đó. Được rồi, vậy tối nay tôi sẽ làm phiền cô đó nha. Văn Huệ, tôi rất cảm ơn cô. Đừng khách sáo như vậy mà. Nếu vậy thì tôi gọi điện ha. Alo, anh Dạng à. Xin lỗi nha, để anh phải đợi lâu. Bây giờ chúng tôi đang ở ngã tư rạp chiếu phim đi ra đây nè. Được rồi, chúng tôi sẽ đợi anh ở đây ha. Thấy chưa, mọi người ngủ hết rồi. Phòng của tôi ở trong kia kìa, đi thôi. Nào, thay bộ đồ này đi. Đây là chất liệu thoáng mát, làm đồ ngủ thoải mái lắm luôn đó. Văn Huệ à, hả? Cô có đồ ngủ tay dài hay không? Tay dài hả? Nhưng mà thời tiết bây giờ nóng đực lắm đó. Tôi mặc loại tay ngắn này, nếu như ngủ máy lạnh sẽ bị cảm đó. Đợi một lát. Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi. Nè. Cảm ơn cô nha. Đừng khách sáo mà. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô tới nhà tắm nha. Đi. Bây giờ chúng ta như vậy giống như là trở về thời đi học vậy đó. Rất là trẻ trung phải không? Đúng vậy, lâu lắm không được vui như vậy rồi. Sau này cô hãy thường xuyên tới nhà tôi chơi nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ trình diễn đồ ngủ. Mẹ tôi và chị hai tôi sẽ mặc đồ ngủ phim hoạt hình. Bà thím sẽ mặc đồ ngủ màu hồng yêu thích của bà ấy. Còn chú và Văn Phong thì sẽ mặc... mặc đồ tùy thích luôn. Wow, tôi mến mộ cô lắm đó. Nhà cô có nhiều người như vậy sao? Nhà cô chỉ có một mình cô thôi sao? Nhìn cô đi, cô có nhiều anh chị em như vậy, còn có một người bạn trai đối xử với cô tốt như vậy. Cô cũng có một người bạn trai tốt, sau này sẽ mở quán cà phê cho cô mà, phải không? Cô nói như vậy thì cũng đúng. Nhưng tôi càng hy vọng là điều có thể bên cạnh tôi là ảnh, chứ không phải cà phê. Bây giờ anh ấy đang phấn đấu vì tương lai của hai người mà, có phải không? Đúng là như vậy. Trước đây ảnh đi làm, trong lúc chưa bận như vậy, ảnh đều tan sở về nhà ăn cơm đúng giờ. Sau đó tôi pha cà phê, ảnh một ly, tôi một ly. Giúp tôi ngồi trên ghế sofa, vừa uống cà phê, vừa coi phim thời xưa, nếu không thì đọc tiểu thuyết. Hai người cũng ngọt ngào lắm đó nha, sweet quá.
Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ thì ảnh càng ngày càng bận, không phải thường xuyên tăng ca thì ra ngoài với bạn bè. Trước đây anh còn gọi điện về hỏi thăm tôi, còn bây giờ thường xuyên không gặp ảnh, chuyện gì cũng không nói. Tôi thực sự rất là lo lắng. Cô đừng có dọa bản thân nữa mà. Nói không chừng anh ta chỉ là gần đây quá là bận rộn, giống như bạn trai của tôi vậy đó. Đúng rồi, hy vọng là vậy. Nhưng mà tôi thực sự rất muốn kết hôn với ảnh, còn có gia đình riêng của mình và con cái của mình. À đúng rồi, cô nói chị cô đang mang thai được mấy tháng rồi, là con trai hay con gái? Được 6 tháng rồi, là một tiểu soái ca đó. Vậy chắc dễ thương lắm ha. Cô thích trẻ con như vậy sao? Vậy thì sau khi chị hai của tôi sinh em bé, cô hãy thường xuyên tới chơi với nó nha. Được đó, tôi rất thích trẻ con. Nè, Giang Huệ, còn cô thì sao? Cô có dự định khi nào cùng với bạn trai của cô tổ chức một gia đình hay không vậy? Tôi hả? Tôi thì tôi không suy nghĩ xa như vậy. Hả? Có thật không đó? Chắc cô không định tìm một người bạn trai tốt hơn đó chứ? Tất nhiên là không rồi. Dương Minh Trung đã là người xếp thứ nhất, có lẽ tôi không tìm được người thứ hai tốt như ảnh nữa đâu. Vậy sao? Tất nhiên rồi. Được rồi. Cô cũng mệt rồi, mau đi ngủ đi. Nếu như ảnh đã thay lòng, tôi còn cơ hội giữ ảnh ở lại bên cạnh tôi hay không? Dân. Mới đây đã ngủ rồi sao? Cô coi, tôi đã nói là nhà chúng tôi lúc sáng sớm thức dậy, người thì đi làm, người thì đi chợ, không có ai ở trong nhà hết. Thang máy đang bảo trì. Tối qua vẫn còn đi được mà. Phải đó. Hay là như vậy đi, chúng ta đi thang bộ sẵn tập thể dục luôn. Được thôi, đi. Còn nghĩ không nên mang đôi giày này. Cũng may là có cô kéo tôi lại, nếu không tôi té xuống dưới rồi. Cô có cần trở lại để thay giày khác không? Tôi
Không sao đâu mà, tôi với cô xuống dưới trước, nhờ A Dạng đưa cô về trước ha, xong rồi tôi trở lại thay. Nhưng mà thôi được, nếu vậy thì cô cẩn thận nha. Đi đi. Cuốn tiểu thuyết này đúng là được dịch rất hay. Chào em. Chào anh. Anh đã ăn sáng chưa vậy? Em pha cà phê rồi, chúng ta ăn ha. À phải rồi, cuốn tiểu thuyết này do người bạn của em Angel dịch đó. Lời văn của cô ấy rất là hay, anh coi nè. Cuốn truyện ở trong này viết về cái gì vậy? Là một câu chuyện có liên quan tới ngành cà phê. Trước đây em đã từng nghĩ chúng ta có thể thử nghiệm thành lập liên minh với một số ngành liên quan tới cà phê. Còn nếu không thì hãy bắt đầu với cuốn tiểu thuyết này, anh thấy sao? Ý tưởng của em rất hay. Vậy thì chúng ta sẽ tới nhà xuất bản thảo luận thử coi sao, có thể họ cũng sẽ quan tâm. Nếu như cô ý là bạn em, phần này sẽ giao cho em xử lý nha. Vậy được đó, một lát nữa em gọi điện nhờ cô ấy liên lạc lại với nhà xuất bản về chuyện tiểu thuyết của cô ấy được ký gửi bán trong quán cà phê. Nè. Được. Xem ra thì sắc mặt của anh không tốt lắm. Hôm qua anh ngủ không được hả? Ừ. Vẫn đang nghĩ về chuyện tin nhắn đó sao? Em đừng có lo lắng quá. Chuyện tin nhắn đó bên Mỹ vẫn đang xử lý mà. Dân Huệ à, gần đây vì dự án phát triển, ngày nào Hướng Dương cũng đều họp với chính quyền thành phố để thảo luận, cho nên anh thường xuyên phải làm việc tới nửa đêm, không thể đi ngủ sớm được. Anh thực sự rất mệt. Cho dù có bận rộn đi nữa, anh nhất định cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi, anh biết chưa? Bây giờ đã có em ở bên cạnh anh, cho dù bận rộn thế nào anh cũng không than mệt đâu. Anh thực sự rất thích nhìn thấy nụ cười của em. Nhìn thấy nụ cười của em, anh cảm thấy giống như bản thân mình đã được ăn cả trăm con gạo tươi vậy đó. Cả người đầy sức sống, làm nhiều tới đâu cũng không thấy mệt. Cho nên anh nhất định sẽ cố gắng hết sức của mình để cho em mỗi ngày đều thấy vui vẻ hạnh phúc. Ngày nào em cũng đều giữ được nụ cười này. Trước lúc anh tới đây có ăn kẹo không mà nói chuyện ngọt ngào tới như vậy? Một lát Nha Nha vào đây nghe được sẽ nói là cô ấy nổi hết da gà đó. Anh mặc kệ cô ấy đi. Anh chỉ thích được tình tứ với em như vậy. Tình tứ cũng không có phạm pháp, đúng không? Trời ơi, anh đừng như vậy nữa mà. Đừng có nhúc nhích mà. Một lát nữa anh phải đi đánh trận rồi. Anh thật sự cần nạp năng lượng. Cho anh nạp đầy đi. Trời, anh Lâm à, sao bả vai của anh săn chắc như vậy? Anh có tập thể dục không? Tôi không có tập thể dục gì hết á. Tôi chỉ massage mà thôi. Không thể chỉ dựa vào massage, phải vận động mới được. Anh phải đi tập khí công, thái cực, đi bộ nhanh. Chắc là do anh vận động nhiều mới săn chắc như vậy đó. Được rồi. Cậu ơi. Ba đã đỡ hơn chưa vậy? Dì Lệ Thục, sao dì ở đây? Ông Lâm đây cũng bởi vì do Văn Phong cho nên mới bị thương. Dĩ nhiên dì phải chăm sóc ổng. Phải nhập viện vài ngày, con xin nghỉ phép để chăm sóc cậu nha. Không cần đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. Vài ngày nữa khỏe lại là có thể xuất viện được rồi. Con không cần phải xin nghỉ phép để chăm sóc cho cậu đâu. Con đúng là khờ khạo quá mức mà. Ba con bị thương như vậy đối với ba mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng đối với công ty mà nói lại là một chuyện lớn đó. Có thể chuyện này sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty.
còn nói lung tung khắp nơi. Thích nói vậy sao không làm phát thanh viên luôn đi. Bà đừng có trách quan con mà. Con không có nói gì. Con chỉ nói với Văn Nguyễn thôi. Văn Nguyễn là người nhà của mình, là em họ của con, có sao đâu chứ. Với lại không phải là con chủ động. Vì Văn Nguyễn nghe con nói chuyện ở trong điện thoại hơi lạ, cho nên chạy tới hỏi con, nên con mới nói ra thôi. Hay, được rồi, được rồi. Bà không sao là được rồi. Con đưa nó tới bệnh viện làm gì chứ. Cậu ơi, đừng có trách anh họ của con nữa. Con tới quan tâm cậu là chuyện nên làm mà. Bây giờ thấy cậu như vậy cũng không quan trọng lắm, con cũng yên tâm rồi. Được, được. Vậy hai đứa về mau đi. Giám sát anh họ của con cho thật tốt đó nghe. Đừng có để cho nó lười biếng đó nghe. Bà, trước mặt dì ấy, ba đừng có làm con mất mặt như vậy. Thật sự hôm nay con làm việc rất chăm chỉ. Trong cuộc họp con không có ngủ gục, con làm ghi chú nữa đó. Ba hỏi Văn Nguyễn đi, đúng không? Thở ra một chút là ba cho người giám sát con. Con đâu phải là học sinh tiểu học đâu chứ. Con đó, đôi lúc con khờ khạo ngây ngô y như mấy đứa bé học mẫu giáo vậy đó. Con vậy gọi là ngây thơ trong sáng đó. Con nghe có ấy à. Bà mới bị thương xong, đừng có tùy tiện cử động như vậy. Vết thương vừa mới may lại cũng giống như cái dây kéo. Nếu như ba cứ cử động lung tung, vết thương sẽ đứt chỉ đó. Ba muốn đánh con hả? Con tới để cho ba đánh nha. Nè, ba thật sự. Thôi được rồi, được rồi. Như vậy được rồi, không đánh nữa. Được rồi, được rồi, về nhà đi. Vậy thôi cậu à. Vậy con và anh Đức về trước để làm việc đây. Vì Lệ Thục à, chuyện ở đây phải làm phiền gì? Sau khi tan ca, con và anh Đức sẽ tới chăm sóc cậu. Không sao đâu, hai đứa đi làm việc đi. Về ở đây được rồi. Ba, con với Văn Nguyễn đi về trước nha. Được rồi, hai đứa về đi. Nói nhiều quá đó. Được rồi, được rồi. Tan làm con sẽ tới thăm ba ha. Con trai tôi đúng là khờ phải không? Không phải đâu. Rất là dễ thương. Thấy hai cha con anh vui như vậy, thật là thú vị. Nó không có biết lớn nhỏ gì hết à. Bác sĩ, chào ông. Chúc mừng ông, vết thương của ông không vấn đề gì nghiêm trọng. Vào sáng sớm ngày mai, ông có thể xuất viện được rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Thật vậy sao? Sao tôi thấy anh sao vậy? Vết thương vẫn còn đau. Sao bây giờ vẫn còn đau ở bên trong? Không biết có bị tổn thương nội tạng hay không nữa. Như vậy sao? Hay là bác sĩ thấy có thể làm lại một chút, kiểm tra chi tiết một chút không? Được, tôi sẽ sắp xếp kiểm tra. Cô theo tôi tới phòng điều dưỡng lấy phiếu kiểm tra. Được, được, được. Tôi sẽ quay lại liền. Anh Đức. Em hỏi anh nha. Dì Lệ Thục với ba anh thật ra có quan hệ gì vậy? Là quan hệ gì hả? Từ nhỏ với quan hệ họ hàng thân thích, anh cũng không có khái niệm gì. Ba anh chính là cậu của em. Mẹ của em là em gái của ba anh. Ba em không phải là em rể của ba anh. Mẹ lớn của em... Dừng. Bây giờ không phải em hỏi anh về vấn đề họ hàng thân thích, mà ý em muốn hỏi họ lúc thì cãi nhau ở văn phòng, lúc thì cười cười nói nói. Vậy rốt cuộc họ có ý gì? Cũng đâu có ý gì. Mấy chuyện yêu đương nam nữ lẫn nhau đều là như vậy. Lúc cãi nhau, lúc thì làm quà. Ý của anh nói là cậu ấy với dì Lệ Thục có tình ý hả? Như vậy kỳ cục lắm đó. Có cái gì mà kỳ cục chứ. Những chuyện tình cảm như vậy, những lúc gặp khó khăn thì sẽ đột phá, vậy mới đúng hả? Nhưng mà em vẫn cảm thấy rất là kỳ cục. Nếu dì Lệ Thục thật sự tới với ba của anh, vậy còn ba của em phải làm sao đây? Làm ơn đi. Hai người đó không phải đã ly hôn rồi sao? Phải là được rồi. Nếu như mà họ đã ly hôn rồi, mẹ lớn của em sau này cũng không còn là mẹ của em nữa. Sau này phải gọi là mợ. Gọi như vậy cũng được mà, có đúng không? Em suy nghĩ thử coi. Còn em với anh hai của em, dựa theo gia giới gọi dì ấy là mẹ lớn. Như vậy rất kỳ cục. Từ mình là gián nhãn, cảm giác giống như gọi mẹ em là mẹ nhỏ. Vậy chẳng phải... Chuyện em nói không phải là vấn đề xưng hô đâu. Vậy vấn đề là gì? Em không thích mẹ lớn của em hả? Không phải là em không thích mẹ lớn của em. Mặc dù trước đây dì ấy vì chuyện của ba thường cãi nhau với mẹ em, nhưng mà dì ấy rất là thương tụi em. Hay là em không thích ba của anh? Làm gì có chứ. Ba của anh thương em như vậy,
Em thương cậu ấy còn không hết mà. Vậy rốt cuộc em đang nói cái gì vậy? Như vậy cũng rất tốt mà. Hai người họ tâm đầu ý hợp, đó là chuyện riêng của hai người họ, không liên quan gì tới chúng ta. Em lo lắng làm cái gì? Làm sao mà em không lo lắng được chứ? Vì gì lễ tục trước đây là tình địch của cô anh đó. Vậy nếu như ba anh thật sự đến với dì lễ thục thì dì lễ thục, quan hệ của mọi người rất là khó xử. Cũng chính là vì quan hệ của họ gây khó xử cho nên sẽ có trở ngại. Nếu như hai người họ có thể ở bên nhau, vậy thì chứng tỏ ba anh có thể chấp nhận câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet. Anh với Dương Minh Mỹ ở bên nhau, như vậy thì tụi anh đã có thể tạo ra thêm câu chuyện Romeo và Juliet ở thế kỷ mới này rồi. Ba anh cũng sẽ giống như tụi anh, đó là phiên bản Romeo và Juliet về già. Anh thực sự được di truyền từ ba của anh. Từ nãy tới giờ em nói với anh nhiều như vậy cũng như không. Anh vẫn còn mơ tưởng tới cô công chúa nhỏ hướng dương đó. Em nói cho anh biết, cho dù bây giờ Dương Minh Mỹ không phải là người của Hướng Dương, cô ấy cũng không bao giờ làm người yêu của anh. Sao em nói vậy chứ? Ý em nói là Dương Minh Mỹ là phụ nữ ba cao, cô ấy sẽ không bao giờ chịu làm người yêu của anh đâu. Phụ nữ ba cao? Anh cũng là đàn ông ba cao vậy? Anh cũng không có bị cao huyết áp, mỡ trong máu cao, đường máu cao. Nói gì đi nữa, anh cũng đã có bằng MBA, mặc dù nói là học vấn không bằng cô ấy. Đúng ha. Mặc dù bây giờ anh không phải là đống sự trưởng của gia đức, nhưng mà trong tương lai thì chắc chắn là như vậy rồi, đúng không? Vậy thì anh thiếu thứ gì cao nữa chứ? Đúng rồi, chịu cao. Anh ở bên cạnh cô ấy cũng giống như người hobbit. Em đừng để cô ấy gạt ha. Giày cao gót cô ấy mang đều cao như vậy nè, nếu bỏ giày ra cao bằng nhau thôi. Em nói đi. Đúng là vô duyên mà. Lần nào mới nói chuyện có phần nữa cũng bỏ chạy mất tiêu. Lạ thật, dự án phát triển khu Tín Nghĩa ngoài mặt đều do Dương Minh Mỹ đang xử lý. Sao có thể uy hiếp tới Dương Minh Trung? Và mấy tấm hình này đều là hình sinh hoạt bình thường, những người bình thường chắc chắn sẽ không lấy được. Ai ở trong đó vậy? Mẹ. Mẹ. Bữa nay con đi làm về sớm hả? Dạ phải. Mẹ, sao mẹ rảnh tới đây vậy? Hôm nay á, tại vì đổng sự trưởng Dương không có về nhà ăn cơm tối, cho nên mẹ tới để rủ tụi con đi ăn. Được đó. Nếu vậy con đưa mẹ ra ngoài ăn nha. Được rồi. Văn Uyển, đợi Văn Uyển về rồi đi luôn. Văn Uyển hả? Bây giờ chắc là nó sắp về tới rồi. Mẹ, mẹ muốn ăn món gì? Ăn món gì cũng được hết. Ăn món gì cũng được. Vậy chúng ta ăn món ngon một chút. Bây giờ thì lương của con cũng cao rồi. Con sẽ mời mẹ ăn món ngon nha. Như vậy sao? Như vậy thì phải cảm ơn con trước rồi. Mẹ thấy có vẻ mấy anh em con sống ở đây cũng rất tốt. Phòng ốc cũng sắp xếp rất gọn gàng. Văn Nguyện ở đây, con với anh ta cũng không dám quăng đồ đạc lung tung nữa. Có em gái này của con á, canh chừng tụi con như vậy cũng không tệ ha. Đúng rồi, công việc bên phòng mua bán của con bây giờ sao rồi? Con cảm thấy cũng rất tốt. Mẹ, nè, mẹ ngồi xuống đi. Dù con thấy cũng rất tốt, nhưng mà tốn nhiều công sức hơn. Con nói như vậy, đồng nghiệp hay cấp trên của con gây rắc rối cho con sao? Không phải vậy. Chuyện là công ty đã giao khách hàng của quản lý Triệu trước đây cho con. Con vốn cứ nghĩ là khách hàng của quản lý Triệu chắc sẽ rất tốt. Bây giờ thì con mới biết, thì ra quản lý Triệu đã nhận lại quả đó. Khách hàng của anh ấy, mọi người không ai dám nhận hết.
cho nên gần đây con đã gọi điện liên hệ với các nhà sản xuất đó, thông báo với họ. Con nói với họ là bây giờ hãy hủy các khoản lại quả đó đi. Thật không ngờ các nhà sản xuất lại nghĩ là mình còn không muốn hợp tác nữa. Con làm như vậy là đúng rồi. Thứ không nên lấy, con tuyệt đối đừng nên lấy. Như vậy mới có thể làm việc được lâu dài, có đúng không? Mẹ thật sự rất vui con không lợi dụng chức vụ của mình để làm những chuyện sai trái không nên làm. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Phải nói là tất cả những chuyện xấu con sẽ không bao giờ làm. Anh hai. Văn Uyển. Mẹ mới tới hả? Con tan làm rồi hả? Đúng lúc con có chuyện muốn nói với hai người. Có chuyện gì vậy? Chuyện là vậy, cậu của con bị thương vào bệnh viện rồi. Cậu con bị thương. Cậu con có bị sao không? Mẹ yên tâm đi, không nghiêm trọng đâu. Bác sĩ nói là nằm viện mấy ngày sẽ được xuất viện. Sao lại như vậy chứ? Mẹ, còn có một chuyện nữa con phải nói với mẹ. Đó là dì Lệ Thuộc bây giờ đang ở trong bệnh viện chăm sóc cậu đó.